Hôm nay chào đón quý vị với đôi loa đồng trục Cora. Để vào giới thiệu với quý vị đôi loa đồng trục Cora này thì em sẽ giới thiệu qua là đây là cô loa đồng trục Cora thiết kế với lại bát 25. Bát 25. Đây, đặt tay luôn cho quý vị biết, đây là đôi loa đồng trục Cora bát 25. Màng giấy này, gân vải tẩm dầu nó. Con loa đồng trục này nó thiết kế đây. Nó câu có một đường tín hiệu ở giữa và một đường tín hiệu nó câu ở đây. Và các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Dòng loa đồng trục với lồng loa tần giải bây giờ được rất nhiều các bác chú trọng đến. Báo các bác là đôi loa đồng trục này em báo giá luôn. Đôi loa đồng trục này có giá là 12,9 triệu. Với những bát, những đôi loa đồng trục như thế này, bát 25 bây giờ các bác mua cũng phải có tầm 8-9 triệu. 8-9 triệu rồi, chưa nói là em nó đã có thùng luôn rồi. Dòng loa đồng trục này nó chỉ cần một bát, còn chung tét nó sẽ xử lý hết đây rồi. Đồng trục nó xử lý tất cả ba giải trên một cái bát loa này, nó như loa toàn giải vậy. Đấy. Và để vào với bản test thì em giới thiệu qua là đây, loa thì còn e căng còn nguyên, rất là đẹp, e căng đã được rồi, rất là đẹp chưa, e căng trang trí thùng rất là đẹp rồi. Đấy. Về xung quanh thùng vách trước sau đẹp, không bị bền nào. Đôi loa này có giá 12,9 triệu. Còn sau đây mời quý vị đi vào với bản test. Nói ít thôi, bây giờ nói nhiều, nói mãi rồi nó thành cái thói quen. Nói quá, đi vào một cái bản test của em nó. Và các bác sẽ biết được cái chất âm chi tiết của em nó như nào. Để nghe được chi tiết hơn thì các bác hãy đeo tai ngay, tai phone vào. Đeo tai phone vào các bác sẽ nghe được nó chi tiết hơn. Chất bát, chất âm nó sẽ lên tốt hơn, sâu hơn. Được chưa? Vì em quay bằng điện thoại. Ngoài quay bằng điện thoại ra thì em lại quay ở ngoài không gian rộng này. Nó gần đường lớn nên là container chạy suốt ngày. Rồi đủ các loại thứ tiếng, nhưng mà em quay đây. Em đang đánh nó với lại con âm ly này. Con này luôn. Đấy, mời các bác. Sông nguồn tìm về biển Đông, tình yêu thành sóng Thái Bình Dương, rồi từng đêm sương sóng vỗ về du sương quê hương. Ơi con nhục nhằn dưới ruộng trên đường, tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe mũi phá trong lòng. Mẹ là mẹ trong xưa gào than từ bãi trước gành sau, tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề ai. Người yêu tôi mới quên mà thôi, lòng dừng quân trên vùng tiếp thu, vùng hoang vu bóng xưa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng nàng xõa tóc trên biển xa. Thank you.
trên biển tình trong ngày trời sương rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến tranh lâu dài mệt mài đường trai vượt chuông dài che khuất biển xanh đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cạn mồ hôi thành biến mạn trên tạm dừng clip tại đây. Đó là toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến quý vị đôi loa Cora. Này, Cora. Còn tem dán của em ở đây. Đây là dòng loa Cora, loa đồng trục. Loa đồng trục. Nó cho chất âm rất là hay, rất là mềm. Loa đồng trục với loa toàn giải. Nó thiết kế xử lý chỉ trong một loa. Tất cả giải chung, giải bát, giải tép, giải bát, giải chung tép đều xử lý trên một loa. Sau đây em sẽ đo cái kích thước cho quý vị. Để đo được cái kích thước thì đo kích thước loa thì quý vị. Chiều cao của loa này, chiều cao của loa là 56,5 phân.